X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Trong 108 bậc hảo hán chọc trời khuấy nước của biến thể bạc ấy, có rất nhiều cá tính khác nhau, kẻ nóng nảy, người trầm tĩnh, kẻ tinh danh, người thâm trầm, kẻ văn nhã, người thô lỗ, kẻ ưa náo nhiệt, người thích ẩn mình, nhưng nhân vật có thể được xem toàn mỹ nhất phải là thiên xảo tinh Lãng Tử Yến Thanh, vị chánh tướng đứng cuối cùng trong 36 sao thiên tang. Lãng Tử Yến Thanh là một trong những hảo hán được yêu thích nhất của Thủy Hử. Lãng Tử mà làm kẻ cướp thì cũng là kẻ cướp phong lưu nhất, hào hoa nhất và tất nhiên mang đầy tính truyền kỳ. Theo truyền thuyết, môn võ công nổi danh Yến Thanh Quyền trong nhiều tiểu thuyết và vẫn đang truyền đến ngày nay bắt nguồn từ nhân vật Yến Thanh của Thủy Hử, đối đánh thực tế nhưng vẫn đẹp mắt, lanh lợi, biến hóa và hiểm độc nhưng không kém phần hoa mỹ. Yến Thanh sinh ra tại Đại Danh Phủ, Bắc Kinh, sớm mồ côi cha mẹ, được viên ngoại lư Tuấn Nghĩa nhận làm gia nhân và hết mực thương yêu. Yến Thanh được học võ công, bao gồm thập bát ban võ nghệ, đặc biệt là chàng luyện được ngón vật xứng danh vô địch thiên hạ. Lý quỷ trời không sợ, đất chẳng kinh, nhưng nhắc đến ngón vật của Yến Thanh cũng phải kinh mấy phần. Cũng chính nhờ tài đấu vật mà Yến Thanh ít nhất hai lần lấy lại thể diện cho huynh đệ Lương Sơn, một lần thượng đài đánh bại Kình Thiên Trụ Nhâm Nguyên, một lần đánh ngã Cao Cầu Đam Huyên Hoang, đấu vật chưa gặp đối thủ. Yến Thanh rất say mê võ nghệ, luôn trau dồi không ngừng, nên nói không quá Yến Thanh hoàn toàn nằm trong những người có võ nghệ cao nhất Lương Sơn Bạc. Thiên hạ đều biết tiểu lý Quảng Hoa Vinh có tài xạ tiễn thiên hạ vô song. Yến Thanh lên Lương Sơn Bạc gần như sau cùng liền gặp ngay Hoa Vinh xin học món bắn tên đó. Kết quả, quân Lương Sơn đi đánh trận, Yến Thanh trổ tài bắn nhạn bay trên trời không chật một phát, so tài chắc chẳng kém Hoa Vinh bao nhiêu. Ngay đến cái biệt danh của chàng, Lãng Tử, cũng thể hiện một sự uyên bác hiếm có. Lãng Tử, nghĩa ở đây chỉ đơn giản là tay chơi, vì Yến Thanh không những khôi ngô tuấn tú, đào hoa phong lưu mà còn biết dành mọi ngón nghề, đao thương cung ngựa, đàn, hát, tửu, sắc, không gì không thông, không gì không thử qua. Yến Thanh còn nổi tiếng bởi trên lưng có hình xăm hoa đẹp động lòng người, đến nhiều mỹ nhân Lý Sư Sư nhìn thấy còn không cầm nổi lòng. Yến Thanh được yêu thích nhất không chỉ bởi tài nghệ mà chính ở tấm lòng trung nghĩa, sắt son không đổi của chàng Lãng Tử khinh đời. Lư Tuấn Nghĩa có hai người gia nhân thân tín là Yến Thanh và Lý Cố. Lý Cố bày mưu với vợ của Lư Tuấn Nghĩa hãm hại chủ nhân hòng chiếm đoạt gia sản. Tác giả đưa ra hoàn cảnh rất khéo, ban đầu thì Yến Thanh bị vu oan khiến Lư Tuấn Nghĩa đuổi khỏi Lư phủ. Nhưng Yến Thanh vẫn nhẫn nại âm thầm bảo vệ chủ nhân, đến khi Lư Tuấn Nghĩa gặp nạn, Yến Thanh không quản ngại gian khổ cướp pháp trường, lang bạt giang hồ tìm đường lên Lương Sơn cầu cứu. Đặt bên cạnh kẻ phản phúc bất trung Lý Cố, hình tượng của Lãng Tử Yến Thanh càng trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Nhắc đến Lãng Tử Yến Thanh cũng phải nhắc đến Lý Sư Sư của Ngự Hương Lâu thành Đông Kinh, chính là mối tình Lãng Tử, danh kỹ đậm chất truyền kỳ. Tống Giang muốn quân Lương Sơn được Tống Đế chiêu an, bèn theo kế mưu dụng tìm đến kinh thành tiếp xúc với kỹ nữ Lý Sư Sư được hoàng thượng sủng ái nhất. Sau lần đầu tiên là ở đêm trung thu thất bại, Lãng Tử Yến Thanh cáo ngự trạng, được chỉ định tiếp tục đến gặp Lý Sư Sư lần thứ hai. Nào ngờ đâu, Lý Sư Sư gặp Yến Thanh tuấn tú khôi ngô, đàn giỏi hát hay, kể chuyện anh hùng hiệp nghĩa như mật ngọt rót vào tai, lập tức say mê chàng Lãng Tử, đã đôi ba phen gạ gẫm chuyện trăng hoa. Đối diện trước sự quyến rũ của người đẹp nhất thiên hạ, đến hoàng đế còn say mê, Yến Thanh là Lãng Tử, mà Lãng Tử thì đa tình, cũng suýt chẳng cầm lòng được, nhưng chẳng biết thân mang trọng trách. Nam tử hán mà để nữ sắc mê hoặc khác gì loài cầm thú. Yến Thanh rất lòng, lại tán lại xin nhận làm tiểu đệ kết nghĩa, chấm dứt tấm lòng mong đợi của Lý Sư Sư, hoàn thành nhiệm vụ huynh trưởng giao phó. Trong ngọn cờ thế thiên hành đạo của nghĩa quân Lương Sơn, Yến Thanh là một trong 10 đầu lĩnh bộ quân, nhiều lần lập nhiều công lao, xứng danh anh hùng. Chàng cũng là người có cái kết viên mãn hơn cả khi suy nghĩ thấu đáo, bỏ chức quan triều đình ngao du sơn thủy, sống một đời của kẻ lãng tử vô ưu. Chàng khuyên Lư Tuấn Nghĩa nên thoái ẩn, bỏ đi hư vinh, nhưng Lư vẫn muốn áo gấm về làng để phong thê ấm tử. Yến Thanh chỉ đành nuốt lệ từ biệt ân chủ. Sau này Lư Tuấn Nghĩa, Tống Giang và Lý Quỷ đều trúng rượu độc của gian thần mà chết tức tuổi, mới thấy Yến Thanh có tầm nhìn xa thế nào. Hình tượng chàng lãng tử tài kiêm văn võ, lưng xăm hoa, tay thổi tiêu, trước làm tướng quân tung hoành thiên binh vạn mã, sau lang bạt giang hồ làm bạn với sơn thủy, có thể coi là cái kết đẹp nhất của những hảo hán Lương Sơn Bạc. Trong bộ phim Thủy Hử có miêu tả về Yến Thanh sau khi đánh xong giặc Phương Lạp đã đưa Lý Sư Sư ngao du sơn thủy và sống một cuộc đời ẩn dật. Cuộc sống kiểu này nghe có vẻ rất lãng mạn, nhưng đằng sau nó cũng có những nỗi lo ẩn giấu nhất định. Yến Thanh bỏ trốn cùng với Lý Sư Sư, một mỹ nữ sủng ái nhất của Tống Huy Tông, hoàng thượng làm sao có thể để yên. Nếu là như vậy, e rằng cả đời này của Yến Thanh cũng không có kết cục tốt đẹp. Làm sao một người thông minh như Yến Thanh lại có thể mắc phải sai lầm lớn như vậy? Kỳ thực trong nguyên tác của Thi Nại Am không hề có chuyện Yến Thanh bỏ trốn cùng Lý Sư Sư. Trước tấm nhan sắc mỹ miều của người con gái được hoàng đế sủng ái, Yến Thanh không hề động tâm. Nay xét mình mệnh bạc thân hèn, không kham đặng sự trọng dụng của triều đình, tiểu đệ xin được lui về làm kẻ dân thường, an cư nơi sơn giã. Tiểu đệ vẫn muốn đến lại chào cáo biệt chủ tướng, nhưng nghĩ rằng chủ tướng coi trọng nghĩa khí, không để cho tiểu đệ ra đi, chỉ còn cách phải lẻn đi trong đêm vắng. Sau khi từ biệt Lư Tuấn Nghĩa,
Yến Thanh chuẩn bị đồ đạc cùng ít vàng bạc, nửa đêm canh khuya mà rời đi. Từ đó không ai biết tung tích của Yến Thanh ở đâu, ngay cả người thân nhất là Lư Tuấn Nghĩa cũng không biết. Nhìn lại cuộc đời của Yến Thanh, từ một đứa trẻ mồ côi nghèo khổ, trở thành người bạn tâm giao trong nhà của Lư Tuấn Nghĩa, sau đó trở thành đầu lĩnh thứ 36 của Lương Sơn Bạc, lập nhiều chiến công và cuối cùng lựa chọn một con đường ở ẩn. Cuộc đời của Yến Thanh là câu chuyện huyền thoại mang đến cho người đọc rất nhiều cảm xúc và bội phục. Khi hiểu được Yến Thanh, chúng ta có thể sống tốt cuộc sống của mình. Một là biết thể hiện mình đúng lúc. Mặc dù Yến Thanh được cho là thân tín của Lư Tuấn Nghĩa, nhưng xét về thân phận, anh chỉ là một người hầu, giống như Lý Ứng thuộc hạ của Đỗ Hưng. Mặc dù là gia nhân có chút gần gũi, nhưng nếu không có biểu hiện đặc biệt thì cũng chỉ xếp vào hàng hạ đẳng. Yến Thanh đã có thể được xếp vào hạng anh hùng ở Lương Sơn, điều này không thể tách rời nỗ lực của anh. Sau khi lên Lương Sơn, Yến Thanh cũng không có thành tích gì nổi bật hay nắm bắt cơ hội để thể hiện bản thân. Khi tấn công phủ Đông Sương, Hách Tư Văn bị Trương Thanh dùng đá đập vào đầu và ngã ngựa. Yến Thanh kịp thời bắn tên trúng con ngựa chiến của Trương Thanh và cứu được Hách Tư Văn. Sau đó, anh lại dùng tên bắn trúng Trương Thanh. Hành quân, chiến đấu và xông vào trận chiến là khuyết điểm của Yến Thanh, nhưng sử dụng vũ khí ẩn như cung và nỏ là điểm mạnh của anh ấy. Tống Giang muốn đến Đông Kinh để tìm lối thoát cho kế hoạch chiêu an của Lương Sơn Bạc, ông bắt đầu lên kế hoạch tập hợp đội ngũ của mình. Đới Tung có khả năng thần hành, đeo một chiếc giáp mã vào chân có thể đi 200 dặm một ngày, đeo hai chiếc giáp mã có thể đi 400 dặm, một ngày đeo bốn chiếc giáp mã có thể đi 800 dặm. Lý Quỷ có vẻ ngoài dữ tợn, thích hợp làm vệ sĩ, sải tiến xuất thân cao quý, biết phép tắc, có thể giúp Tống Giang giao thiệp với quan đại thần triều đình. Yến Thanh, với tư cách là người hầu thân tín của Lư Viên Ngoại, vì vậy vai trò của Yến Thanh trong chuyến đi này cũng rất quan trọng. Trong số 5 người, chỉ có Tống Giang, Sải Tiến, Yến Thanh làm nòng cốt. Trong chuyến đi này, Yến Thanh cũng biển hiện ra mình là người có tố chất phi phàm. Tống Giang tính muốn quy thuận triều đình nên muốn gặp Lý Sư Sư vì Lý Sư Sư là mỹ nữ yêu thích nhất của Tống Huy Tông. Việc này cũng nhờ có Yến Thanh sắp xếp mà cuộc gặp của Tống Giang và Lý Sư Sư mới thành công. Hai là biết lựa chọn và thực hiện mọi việc một cách có cân nhắc. Người xưa thường nói, anh hùng sầu mỹ nhân. Trong suốt nhiều thời đại, mỹ nhân là cửa ải rất khó qua của nhiều anh hùng. Nhưng Yến Thanh qua cuộc gặp với Lý Sư Sư đã thể hiện được tố chất của bậc đại anh hùng không bị động tâm trước nữ sắc. Tại Đông Kinh, Yến Thanh là nhân vật số 1 của Lương Sơn Bạc đến gặp Lý Sư Sư. Với vẻ ngoài đẹp trai, cách nói chuyện thanh lịch và nhã nhặn của Yến Thanh đã khiến Sư Sư siêu lòng. Hồi 80 Thủy Hử chuyển, Yến Thanh đêm trăng gặp vua Tống, Đới Tông lập kế cứu Nhạc Hòa có chép. Yến Thanh chợt trông, vẫn thấy một trang phong vận như xưa, nét mặt hải đường long lanh sương sớm, thân hình dương liễu sập dờn gió đông, tươi như thượng uyển tiên nương, đẹp hơn hàng Nga cung quế. Lý Sư Sư xiêm áo thướt tha, lững thững rời gót sen bước ra phòng khách. Lý Sư Sư nói, Phao Thái Úy là kẻ làm hao binh tổn tướng, uổng phí tiền gạo của triều đình, còn dám tâu trình nỗi gì. Cái đó thì tôi biết tòng, mời Tôn Huynh hãy sơi tạm vài chén rồi sẽ cùng tính liệu xem sao. Yến Thanh nói, tiểu nhân không quen uống rượu. Lý Sư Sư nói, sừng xa sương gió, đến đây cởi mở chuyện lòng, nghĩ rằng Tôn Huynh cũng nên uống dăm ba chén. Yến Thanh từ chối chẳng được, đành nhấp nháp một hai chén để chiều ý chủ nhân. Nguyên Lý Sư Sư vốn là một ả làng chơi quen thói lẳng lơ, phong trần đã dặn, thấy Yến Thanh lanh lợi đẹp trai, nói năng hoạt bát, lòng riêng đã lấy làm ưa. Bèn chiêu rượu, ả Lý mấy lần tìm lời cợt nhà chọc ghẹo, rượu cạn vài tuần bèn ấm ơ giọng say sán đến khêu gợi. Yến Thanh là người thông minh, làm gì chẳng hiểu chuyện ấy. Nhưng chàng là một hảo hán có nghị lực, sợ làm hỏng việc lớn của huynh trưởng, đâu dám đáp lại sự tỏ tình của Lý Sư Sư. Lý Sư Sư tự tay rót rượu nâng cốc đáp tạ Yến Thanh, giọng khơi tình nũng nhịu. Yến Thanh chỉ cúi đầu, ậm ừ cho qua chuyện, lại cạn mấy chén nữa. Lý Sư Sư cười nói, nghe nói người chàng có xăm tràm hoa rất đẹp, thiếp muốn xem có đẹp thật không. Yến Thanh cười đáp, tiểu nhân có xăm tràm hoa thật đấy, nhưng lẽ nào dám phanh áo trước mặt nương tử. Lý Sư Sư nói, đấng nam nhi xâm thân vẽ mình, nào ai bảo là cởi áo đánh chân. Ba lần năm lượt, Lý Sư Sư cứ nhất định đòi xem. Yến Thanh đành phải cởi áo. Lý Sư Sư hết sức thích thú, bàn tay búp măng cứ xoa đi vuốt lại trên da thịt Yến Thanh. Yến Thanh xấu hổ quá vội mặc áo vào. Lý Sư Sư lại chạm cốc với Yến Thanh, cứ thế nũng nịu gợi tình. Yến Thanh sợ ả mớn tay động chân lấn tới nữa thì cái chuyện ấy khó lòng tránh được. Chợt nghĩ ra một kế, Yến Thanh bèn hỏi, chẳng hay nương tử niên kỷ bao nhiêu. Lý Sư Sư đáp, Sư Sư năm nay 27. Yến Thanh đáp, tiểu nhân chỉ mới 25, kém nương tử 2 tuổi đấy. Nương tử đã có lòng yêu mến, vậy xin kết nghĩa làm chị em. Nói đoạn liền đứng dậy, sụp lạy Lý Sư Sư 8 lạy. Với 8 cái lạy ấy, Yến Thanh đã chặn đứng lòng dạ chẳng ngay của ả Lý Sư Sư, giữ mình làm việc lớn. Nếu là một người đam mê tiểu sắc thì đại sự tất hỏng rồi. Thế mới biết Yến Thanh có một trái tim sắt đá, đáng là một trang hảo hán nam nhi. Đọc cố sự này về Yến Thanh, không khỏi cảm phục trang khí của người anh hùng. Yến Thanh cũng hiểu rõ tương lai của Lương Sơn Bạc và đại sự mà đại ca đã giao phó.
Lúc này, nếu chỉ vì một phút sao lòng vì nữ sắc, tương lai của Lương Sơn Bạc rồi sẽ ra sao? Ba là biết rút lui đúng lúc, nhìn rõ tình hình. Sau khi nghĩa quân Lương Sơn Bạc nhận chiêu an của triều đình, Yến Thanh cùng các anh hùng Lương Sơn bắt đầu nhận lệnh thảo phạt phản loạn của triều đình và lập nhiều quân công. Sau khi dẹp cuộc khởi nghĩa Phương Lạp, đoàn quân Lương Sơn Bạc ca khải hoàn trở về, nhưng đã bị tổn thất nặng nề, có người không theo Tống Giang quay về triều, có người chọn hồi kinh tiếp nhận phong thương. Lãng tử Yến Thanh đến gặp Diêm Lư Tuấn Nghĩa, nói: "Tiểu nhân từ nhỏ theo hầu ân chủ, được nhờ ơn đức đã nhiều, một lời không nói hết. Nay việc lớn đã xong, tiểu đệ muốn được cùng ân chủ nộp trả lại quan bằng rồi tìm nơi yên tĩnh mà sống cho đến trọn đời. Chẳng hay tôn ý ân chủ thế nào?" Lư Tuấn Nghĩa đáp: "Từ khi ở Lương Sơn Bạc về quy thuận triều đình, anh em ta xông pha trăm trận, vất vả ở chốn biên cương, anh em bị tổn thất nặng nề, mà một nhà ta với ngươi được sống sót, thật là may mắn lắm. Chính ta đang muốn áo gấm về làng để được phong thê ấm tử, sao hiền đệ lại muốn chuốc một kết quả như thế?" Yến Thanh cười đáp: "Ân chủ sai rồi, tiểu đệ đi chuyến này tất phải có kết quả, chỉ lo ân chủ không được hưởng kết quả mà thôi." Mọi thứ đúng như suy nghĩ của Yến Thanh, sau này Lư Tuấn Nghĩa đã chết một cách bi thảm. Nếu khi đó Yến Thanh cũng không rút lui, khả năng cao sẽ bị kẻ xấu loại bỏ. Có tác giả khen Yến Thanh thế này: dù là ngôi sao cuối cùng trong số 36 ngôi sao, nhưng anh ấy thông minh, lanh lợi, biết lựa chọn thời điểm tỏa sáng và biết buông bỏ đúng lúc, anh đã tỏa sáng hơn 35 ngôi sao kia vậy. Yến Thanh là người có kiến thức, có thể nắm bắt cơ hội để tỏa sáng và thể hiện giá trị của mình. Điều đáng khen hơn nữa là anh biết nên làm gì và không nên làm gì, cũng như biết cách ẩn mình. Chính vì vậy, anh đã trở thành một trong số ít anh hùng trong Thủy Hử được hưởng hậu phúc. Sau khi đọc câu chuyện của Yến Thanh và hiểu được nguyên tắc làm người của anh ấy, có lẽ chúng ta cũng có thể sống cuộc đời của chính mình như anh ấy. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.